Rồi ok, chào tất cả mọi người, mình là Hiro đây. Thì hôm nay thì mình sẽ mở skill 2 nha anh em. Ok. Quy tắc coi, thức còn nguyên đêm là bị tử với lại tặng bông. Mãi lên được 149 triệu. Wow, tại chỉ số là quá là yếu luôn, tại do tặng tặng hoa thôi thì nó yếu. Ok, mình sẽ mở skill luôn, không nói nhiều nữa. Rồi, tặng hoa thôi. Tặng hoa. What the fuck? Tặng hoa. Có được phát tặng một phát là 100k tiềm năng kìa, sức mạnh để tự chứ. Tặng hoa, tặng hoa đâu rồi, đi mất tiêu rồi. Thôi mình đi tìm cái con khác đây. Ở đây đây, nó đây này. Tặng hoa nè. Có được phát bao nhiêu rồi, tặng một cái nữa. Mình sẽ đi ra cái map kia mình mở. Nó rừng đá mình mở thôi anh em ơi. Rồi ok. Hợp thể lại nào. Rồi, đã rồi. Theo BT của anh on thôi. Như không ai on, không ai on. Mới lều vậy. Đi qua rừng đá mở thôi. What the fuck? Thằng vũ trụ nè. Công sức hôm qua mình thức khuya tặng hoa với lại là mình tử. Hy vọng là Kameyoko. Mình chạy tweet cái. Rồi, rồi. Qua khu 11 đi. Tắt thập thợ ra. Tấn công đi baby. Tấn công đi baby. Wow. Wow. Này phải up dài dài rồi. Lâu thật, thôi đi mình qua kia mình up lên siêu nữa. Toàn dân chơi không? Để em bắn tí nào. Để bắn một tí. Ở đồ 300. Wow. Để phát chết được kìa. Thì tự yếu quả linh hồn luôn. Giờ tặng hoa phát là nó ra skill luôn đó anh em. Mà nó sợ nó ra mấy skill cùi cùi là xong luôn. Mình như Machinko á. Sợ phải lèo. Rồi cái mỏ heo thủ thuật đi. Thì may ra nó thì nó ra skill ngon. Không, nhưng mà mình sẽ không dùng bùa để tử. Dùng bùa khả năng nó ra Machinko cao lắm. Qua đâu ta? Về lại chỗ cổ nè. Chứ cổ rồi sang mấy thủ động Nemec mở cho nó êm. Anh em nào bán găng 7x 8x không? Hiện tại mình nghĩ là ít người có mấy găng loại đó lắm. Bully kìa. Chết mẹ chết chết chết. Cái này thì chết. Đúng rồi 75 rồi. Cả cái này tự. Lâu vậy ta. Bực mình vãi lồn, không lẽ mình tặng hoa cho rồi ta. Đang lúc nào mới xong trời. Đáng lòng. Tặng hoa phát đó, nó mở gì cũng hoa luôn đó anh em.
Tặng hoa thôi, nó vậy thôi chứ tặng hoa chi. Vô ly 10k HP nè. 1 tỷ hả? Ốc sốt sao mười mấy tỷ được kìa. Đâu ta? Ốc sốt sao trên 10 tỷ rồi, kinh vãi lều. Vậy mình ấp vậy là chậm, quá chậm luôn. Bot hả? Bot chơi đất hả? Thôi qua chi. Tìm cuốn khác đây. Ừ hi chính đậu xanh nhiều người đây. Phật bực mình, không lẽ tặng hoa cho trời. What the fuck? What the fuck? Thôi mình tặng hoa cho luôn cho rồi. Cái này lâu vãi lều ra. Các bạn thanh niên tặng hóa hơn nó ra luôn kem Yoko, còn xui xui thì nó ra Machinko. Thôi tặng luôn rồi. Mày là up đến kịp bao giờ trời. Bắt đầu. Đây là tặng hóa. Rồi hình như là đã mở skill rồi. Anh em cùng hóng nha anh em. Không có ra kêu gì. Đứng đây nè. Đây này. Để nó hồi sinh và nó chữ một phát thôi. Chỉ cần nó lấy được một cái tia sáng màu xanh thôi mình đã vui rồi. Chờ thôi, chờ nó hồi sinh thôi. Chờ trong hy vọng. Ôi chết mẹ rồi, chỉ có chiêu mở hả? Bảo vệ. Ra chưa ta? Hình như ra rồi mà. Kêu gì? Ấn đồ chưa ra nữa hả? Ấn đồ. Tặng hoa phát ra nè. Tặng hoa. Rồi anh em ơi. Nó đã lên level rồi. Đi theo thôi. Rồi đứng đây. Giây phút căng thẳng nhất. Đây là giây phút hồi hộp nhất. Bảo vệ. Đồ. Chuyện nào? Đồ. Chuyện đi. Đậu xanh. Qua cú khác không? Qua mình qua cú khác để cho nó chữ phát thôi. Chuyện phát đi. Chuyện phát đi. Đưa anh em đợi tới nha. Lẹn quá. Ok, chào anh em, mình đang vào lại đây. Hãy mà kết nối lẹn quá. Hy vọng nó ra kiểu ngon tí. Chuyện đi. Chuyện. Cái gì vậy? What the fuck? Kem vô cơ đi em ơi. What the fuck? Wow. Anh mừng hơn em ơi. Ok, vui rồi, chụp hình lại phát nào, quá tuyệt vời. Haha, Kaka Ramashenko, vui vãi lều. Kemayoko, quá tuyệt vời anh em ơi. Thôi, clip lại tới đây thôi nha anh em, tạm biệt anh em nha. Chúc anh em một ngày tốt lành nha, bye.